Mến chào quý vị và các bạn. Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng và khốc liệt hơn bao giờ hết. Hơn 900 ngày qua, kể từ tháng 2 năm 2022 cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến này sẽ kết thúc. Trong video trước, chúng ta đã nói về việc quân đội Triều Tiên sẽ điều 20.000 quân lính tới Donbass hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột này. Thì mới đây, Mỹ và NATO cùng các nước đồng minh đã có những động thái đáp trả cực kỳ quyết liệt khi hỗ trợ hàng loạt vũ khí trị giá nhiều tỷ đô cho Ukraine để chống lại quân đội Nga. Cụ thể, Mỹ sẽ viện trợ 2,3 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, tại cuộc gặp với người đồng cấp của Ukraine là ông Umerov tại Washington hôm 2 tháng 7, gói viện trợ bao gồm hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng và các loại đạn dược quan trọng khác. Nó cũng giúp Mỹ đẩy nhanh tiến trình mua các tổ hợp NASAM và Patriot để viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Umerov cảm ơn ông Austin về gói viện trợ mới cho biết điều này sẽ giúp Ukraine ngăn chặn chiến dịch của Nga. Mỹ là nước hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine. Họ đã cam kết cung cấp hơn 51 tỷ đô la Mỹ về vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ an ninh khác cho Kiev kể từ khi xung đột tại nước này bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Dù vậy, trong giai đoạn đầu năm nay, Mỹ chỉ viện trợ quân sự một cách hạn chế cho Ukraine, bao gồm gói hỗ trợ 300 triệu đô la Mỹ triển khai bằng cách sử dụng số tiền mà lầu năm góc tiết kiệm được từ các giao dịch khác trong bối cảnh quốc hội nước này đã chặn các khoản hỗ trợ quân sự lớn cho Kiev trong gần một năm rưỡi. Phải đến gần đây, quốc hội Mỹ mới phê duyệt dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Washington sau đó đã triển khai nhiều gói viện trợ quân sự mới cho Kiev. Tổng thống Zelensky của Ukraine cho biết Nga đã tận dụng thời gian viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn để giành thế chủ động trên chiến trường. Lực lượng của Moscow hồi tháng 2 đã chiếm được Abidka thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk cùng một loạt các khu vực khác. Cuộc gặp giữa ông Austin và ông Rumorov diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tổ chức tại Washington vào tuần tới. Ông Austin cho biết, các bên sẽ thực hiện các bước để xây cầu nối cho tiến trình gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Washington và Kiev vừa ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Người đứng đầu lầu năm góc nói, tôi mong muốn được thảo luận thêm về các cách để đáp ứng nhu cầu an ninh tức thì của Ukraine cũng như xây dựng lực lượng trong tương lai để ngăn chặn hành động gây hấn khác của Nga. Ông Umerov cho biết, Ukraine rất mong muốn trở thành thành viên của NATO, bày tỏ hy vọng Kiev sẽ sớm nhận được lời mời. Sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát, NATO đã có thêm hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, Mỹ cho biết không thể kết đạp Ukraine và hối cho đến khi chiến sự tại nước này kết thúc. Lỗ hổng phòng không khiến Ukraine mất hàng loạt máy bay quý giá khiến Mỹ lo lắng khi gửi vũ khí và máy bay tới Ukraine. Hôm mùng 5 tháng 7, Nga tiếp tục dùng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tiếp tục phá hủy các cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự của Ukraine. Theo giới chuyên gia quân sự Kiev, các cuộc tấn công hiệu quả và các mục tiêu quan trọng này được thực hiện trong vài ngày qua đã làm dấy lên những lo lắng về việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine, bởi hiện nay không sân bay nào là an toàn cho những chiếc phai tinh Falcon của Mỹ. Sáng ngày mùng 5 tháng 7, một máy bay không người lái UAV trinh sát đã phát hiện khu vực bố trí của hệ thống phòng không S-300 của lực lượng vũ trang Ukraine gần căn cứ không quân Mergorod. Rõ ràng, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa này được triển khai nhằm để bảo vệ vị trí tương lai của những chiếc máy bay chim cắt của Mỹ khỏi các cuộc tấn công. Nhưng vệ sĩ S-300 đã không thể tự bảo vệ mình trước sự xuất hiện của các UAV trinh sát của Nga. Theo thông tin từ các nguồn tin quân sự Nga, chỉ cần một tên lửa đạn đạo Iskander của Nga các bệ phóng tên lửa, hệ thống radar tầm thấp, radar điều khiển và dẫn đường, cũng như cabin điều khiển chiến đấu của hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Giới quan chức Kiev lo lắng rằng, trong tương lai, những chiếc tiêm kích F-16 đang được cung cấp cho Ukraine sẽ không trốn dung thân, bởi giờ đây trên lãnh thổ Ukraine, không có sân bay nào là an toàn để triển khai những chiếc máy bay chim cắt của Mỹ. Lưới phòng không suy yếu khiến Ukraine không thể tự bảo vệ sân bay quân sự ở sâu trong hậu phương. Điều này cho phép Nga dùng UAV trinh sát và tung nhiều đoàn đánh có chính xác cao vào các căn cứ chiến lược của Ukraine. Tài khoản TVKS trên Telegram chuyên đăng tư liệu về các đòn tập kích của Nga tại Ukraine hôm 2 tháng 7, công bố video từ máy bay không người lái trinh sát tầm cao, cho thấy UAV của Nga bay lượn thoải mái để chỉ điểm mục tiêu cho tên lửa. Mục tiêu lần này là trực thăng vũ trang Mi-24 và các trang thiết bị hỗ trợ tại sân bay. Dữ liệu giám sát thực địa cho thấy, Chiếc Mi-24 cùng 4 xe kỹ thuật đã bị phá hủy, 20 binh sĩ Ukraine đã chết hoặc bị thương. Sân bay Poltava là căn cứ của Lữ đoàn Không quân Lục quân số 18, đơn vị vận hành trực thăng đa dụng Mi-8 MSB và trực thăng tấn công Mi-24. Trong khi đó, căn cứ Mergorod là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 831 và 39 của Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát. Hai sân bay quân sự đều nằm sâu trong hậu phương của Ukraine cách tiền tuyến khoảng 100 đến 150 km. Đây đều là những căn cứ quan trọng và đáng lẽ phải được bảo vệ bởi hệ thống phòng không nhiều lớp của Ukraine. Tuy nhiên, UAV của Nga vẫn liên tục quần thảo trên bầu trời để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa mà không bị ngăn chặn trong cả hai cuộc tập kích. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy phòng không Ukraine đang bị suy yếu nghiêm trọng, tạo ra lỗ hổng để Nga tận dụng và tung các đòn đánh có độ chính xác cao. Trên trang Fox của Mỹ viết, Số đợt tập kích nhằm vào sân bay quân sự Ukraine đã tăng dần từ cuối năm ngoái, phá hủy nhiều phi cơ quý giá như tiêm kích Su-27 và MiG-29, cường kích Su-25 và trực thăng Mi-24. Không quân và không quân lục quân Ukraine đã thiệt hại nặng nề do chiến sự, khó lòng duy trì lực lượng chiến đấu nếu tình trạng này tiếp diễn. Không rõ số lượng chiến đấu cơ có còn đủ khả năng vận hành trong biên chế quân đội Ukraine hay không, nhưng Kiev gần như không còn nguồn cung máy bay hoàn chỉnh và phụ tùng đi kèm các nước phương Tây dự kiến viện trợ hàng chục tiêm kích hạng nhẹ F-16 và Mirage 2000 cho Ukraine, nhưng chúng cũng rất dễ tổn thương nếu hệ thống phòng không của Kiev tiếp tục bộc lộ lỗ hổng như vậy. Theo nhận định của các nước phương Tây, đây là cuộc khủng hoảng phòng không của Ukraine. Quân đội Ukraine thường bảo vệ những căn cứ quan trọng nhất bằng lưới phòng không đa tầng, với hàng loạt tổ hợp tên lửa từ tầm ngắn đến xa. Tuy nhiên, họ đang gặp rất nhiều khó khăn vì phải cùng lúc che chắn các thành phố, điểm tập kết binh lực cùng căn cứ chủ chốt như Mergorod và Poltava chúng ta sẽ nhìn lại một chút vào thời điểm trước khi chiến sự bùng phát. Quân đội Ukraine sở hữu khoảng 400 hệ thống tên lửa phòng không các loại. Đến giờ họ đã mất ít nhất 140 hệ thống trong hơn 2 năm giao tranh. Nga giờ đây không chỉ tập kích căn cứ quân sự mà còn nhắm tới cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghiệp và giao thông tại các thành phố lớn. Chúng ta cùng nhìn vào khoảng thời gian trước đó. Nga cũng gặp vấn đề tương tự khi thường xuyên hứng chịu những cuộc tập kích bằng UAV tầm xa và tên lửa của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow có nhiều căn cứ và phi cơ hơn Kiev, cho phép họ áp dụng hàng loạt biện pháp đối phó và nhanh chóng bù đắp tổn thất. Nhìn vào tình hình phòng không yếu kém của Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không khỏi lo lắng nói. Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó bổ sung tên lửa cho hệ thống Patriot và NASAM, nhưng nhiều khả năng chúng sẽ được sử dụng để tăng cường bảo vệ các thành phố lớn, thay vì sân bay quân sự. Lỗ hổng phòng không nghiêm trọng buộc quân đội Ukraine áp dụng những giải pháp tình thế nhằm đối phó. Một trong số đó là bố trí các tổ hỏa lực mang súng máy và tên lửa phòng không vác vai Manpad để ngăn UAV đối phương trinh sát và chỉ điểm mục tiêu. Dù vậy, phương án này dường như không phát huy hiệu quả, do UAV của Nga thường hoạt động ở độ cao trên 5 km, nó nằm ngoài tầm bắn của súng máy và Manpad của quân đội Ukraine. Trong khi Ukraine đang bế tắc và đau đầu trong việc kêu gọi viện trợ để lấp vào lỗ hổng phòng không, thì phía lực lượng Nga lại vô cùng thông thả. Họ đang tìm những cách thức sáng tạo để tránh các đòn tấn công của Ukraine khi tiến quân. Lính Nga liên tục sáng tạo các chiến thuật mới. Họ đang tích cực sử dụng xe máy trong nỗ lực tiếp cận Donbass, được cho là giúp giảm nguy cơ bị UAV của Ukraine tấn công. Chiến thuật này nhằm vượt qua các cánh đồng chống chảy, giảm nguy cơ bị UAV tấn công, xuyên thủng phòng tuyến Ukraine từ hai bên sườn, cũng có thể để vận chuyển đạn dược, thực phẩm trong video do hãng thông tấn Nga Sputnik đăng tải hôm mùng 2 tháng 7, lính Nga di chuyển xuyên địa hình gồ ghề bằng xe máy hai bánh và 4 bánh, đeo súng sau lưng. Để đạt hiệu quả, các lực lượng xe máy thường kết hợp với các nhóm bộ binh xung kích. Các nhóm xe máy cũng có thể được dùng để đánh lạc hướng đối phương. Victor Litovkin, Topkin, cựu đại tá lục quân Nga cho hay, quân Nga có thể gây bất ngờ bằng cách pháo kích vào các vị trí của đối thủ, sau đó lái xe máy thâm nhập phòng tuyến khi đối phương đang hoảng loạn. Không những sử dụng xe máy, lực lượng Nga đã dùng cả xe Golf Diesel Cross 1.000 để tiến công cứ điểm của Ukraine. Lính Ukraine ở gần làng Robotai cũng báo cáo quân Nga dùng xe máy bốn bánh tấn công các vị trí của Ukraine vào ban đêm. Chiến thuật xe máy và xe Golf có thể là hình thức vận chuyển phổ biến nhất trong quân đội Nga trong những tháng tới. Loại phương tiện này thường được gọi là xe Golf bởi vì nó hay được sử dụng tại các sân Golf. Trang Top World của Nga đánh giá các mẫu xe như Diesel Cross 1.000 không phải phương tiện dùng trong trận đánh vì chúng thiếu vũ khí và giáp che chắn. Các trung đoàn Nga có thể dùng mẫu xe Golf này ở hậu phương, hỗ trợ cho các nhóm xung kích. Loại xe này có thể đóng vai trò như xe tải hạng nhẹ, phục vụ hoạt động trinh sát, tuần tra, đột kích, tìm kiếm cứu nạn và công tác hậu cần trong điều kiện đường xá xuống cấp hoặc địa hình khó khăn. Quân đội Nga vào cuối năm ngoái đã mua hơn 2.000 xe Diesel Cross 1000 với giá khoảng 17.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Truyền thông Nga cho biết số xe Golf này sẽ tăng tính cơ động của các đơn vị và giải quyết nhiệm vụ tác chiến mà họ được giao. Binh lính có thể lắp súng máy lên xe hoặc dùng phương tiện này chở vũ khí như súng cối, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai. Tuy nhiên, những mẫu xe này không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào cho người ngồi trên, do đó không thể sử dụng trên tiền tuyến hoặc các khu vực nguy hiểm khác. Tới đây, Nhật Bản sẽ hợp tác với Campuchia để giả phá bom mìn ở Ukraine, cũng như các quốc gia bị chiến tranh tàn phá khác Campuchia là đối tác thiết yếu trong nỗ lực gỡ bỏ bom mìn toàn cầu của Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Phnom Penh ngày 6 tháng 7. Bà Kamikawa nói, tôi tin tưởng Campuchia sẽ đóng góp to lớn vào việc nâng cao nhận thức về sự vô nhân đạo của bom mìn gây sát thương cho con người với tư cách là một quốc gia đã trải qua điều đó. Bà cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp cho Ukraine một máy giả phá bom mìn cỡ lớn vào tuần tới và đào tạo cho thành viên các cơ quan của Ukraine tại Campuchia về cách sử dụng thiết bị này vào tháng 8. Ít ai biết, Campuchia nằm trong nhóm nước đi đầu về các biện pháp đối phó với bom mìn và đã hợp tác với Nhật Bản để giả phá bom mìn kể từ năm 1998. Đến đây, chúng ta có thể thấy, sẽ không có một sự nhân nhượng hay hòa hoãn nào từ cả hai phía Nga và Ukraine khi mà các nước đồng minh đang liên tục viện trợ vũ khí để quân đội Ukraine chiến đấu với Nga một viễn cảnh cực kỳ đen tối là các nước đồng minh của cả hai quốc gia này sẽ đều gửi quân đến tham gia vào cuộc chiến. Khi đó, nguy cơ về một cuộc thế chiến thứ ba sẽ đến rất gần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.